mời em ngồi vào. Rồi, ngồi xuống đi cưng. Em cảm ơn chị. Ờ, chị mở mặt nạ giùm em luôn nha. Tháo mặt nạ luôn em trai ơi. Rồi, đẹp rồi. Và chương trình, em xin chào chị Cát Tường. Chào văn nữ bên kia. Em tên Nguyễn Minh Tấn, năm nay em 39 tuổi. Nghề nghiệp làm thầu điện, xây dựng điện gia dụng. Em có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nên hôm nay em tham gia chương trình để rồi tìm. Nhưng mà bây giờ là hiện giờ từ từ cứ vô cái chuyện tình yêu, từ từ mình vô nè. Bây giờ Tấn là quê ở đâu? Dạ, quê của em thì ở Gò Công, Tiền Giang à. Còn em hiện tại bây giờ đang ở quận 8. Bây giờ mời bạn gái giới thiệu tên tuổi của mình nè. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào khán giả và chào anh đối diện. Em tên là Hoàng Thị Ái Ly, em sinh năm 1983. Bà à, nghề nghiệp của em là uống tóc nữ. Quê em ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Bây giờ mình làm là mình làm cho người ta hay là tiệm của mình? Dạ, tiệm của em. Rồi, kể tiếp câu chuyện hồi nãy anh mới nói đi nè. Hiện tại mình đã gãy đổ một lần rồi đúng không? Dạ. Cái mối hôn nhân đó là bao lâu, cách đây bao lâu rồi? Được 10 năm mà. 10 năm rồi, mình có cháu nào chưa? Đưa cháu trai 18 tuổi. Đang sống với mẹ hay là đang sống với bà? Đang sống với bà, là xưa giờ em nuôi luôn, gà trống nuôi con luôn. Dạ. Wow. Rồi vậy mình có còn liên lạc gì với mẹ của cháu không? Dạ không. Em không có còn liên lạc nữa. Rồi mẹ cháu cũng không có thăm cháu luôn hả? Thì cũng lâu lâu, lúc trước thì có về thăm, mà lúc này không có về. Hai cha con ở với nhau thôi? Chia có mẹ chứ. À, mẹ của em? Dạ. À, vậy là cũng có bà nội lo cho cháu cũng đỡ đúng không? Lúc em đi công việc thì nội lo đúng không? Dạ, dạ, dạ. Rồi, cho chị hỏi một tò mò một xíu là cái hôn nhân đó mình quen được, mình ở với nhau được bao lâu thì mình gãy đổ? 8 năm chị. 8 năm có một mặt con. Lý do gì lại gãy đổ vậy em? Dạ, vợ em có người khác cho nên không có giải quyết được rồi. Cho nên em chia tay, ly hôn với nhau. Nhưng mà em có hiểu cái lý do vì sao mà người ta có người khác không? Người ta có bao lâu mình mới phát hiện được? Có đi làm rồi xong rồi cặp bồ, cặp bạn thì em không có biết. Rồi xong cuối cùng em mới phát hiện trong tin nhắn rồi mới biết là như vậy. Rồi em kêu ba mẹ qua nói chuyện với nhau. Rồi giải quyết không có được rồi thôi. À, rồi của lúc mà ly dị là em dành nuôi con hay là tại vì cô ấy không muốn nuôi con? Tại em cũng muốn nuôi con mà cô ấy nó đi qua bên nước ngoài làm thì cũng không có tiện đem con theo được. À, hiện giờ cô sống nước ngoài rồi? Bây giờ cô qua nước ngoài có chồng khác à. À, rồi chị hiểu rồi. Rồi suốt bao nhiêu năm nay tại sao em không đi bước thêm bước nữa lúc mà cháu nó còn nhỏ mà để tới bây giờ? Hồi 2016 em cũng có tính tới tiền hôn nhân nhưng mà tới đó rồi thấy không hợp với nhau rồi nên em không có tính tới nữa. À, hoàn cảnh mình thì sao Ly? Dạ em cũng từng kết hôn năm 2014. 2014? Dạ. Ừ. Và em tính cả thời gian ly thân là được 3 năm rồi đó chị. Bây giờ đã ly dị chưa? Dạ rồi. Mà mình ở chung với nhau được mấy năm? Dạ khoảng 4 năm. Khoảng 4 năm. À, coi như là 4 năm sống chung, 1 năm ly thân. Rồi ly dị tới nay là thêm 3 năm nữa rồi. Dạ. Mình có cháu nào không? Dạ thưa chị, em có hai bé trai nhỏ. Hai bé trai mấy tuổi cưng? Dạ đứa lớn 5 tuổi rưỡi, đứa nhỏ 3 tuổi rưỡi. Ừ, 5 tuổi rưỡi, đứa nhỏ là 3 tuổi rưỡi. Rồi ai nuôi cháu? Dạ, tòa sử thì mỗi người nuôi một cháu. Nhưng mà em thì em vẫn dành là nuôi hai. Nhưng mà bên ba thì không chịu. Nhưng mọi người nuôi một đứa nhưng mà ba thì lại không có nuôi được á. Bởi vì ba đi làm công trình đó chị. Vì ba để em nuôi thì ba phụ cấp. À, có nghĩa là giờ em vẫn nuôi hai cháu và bên ba của cháu là phụ cấp. Dạ. Dạ, rồi ba có thường thăm nom này kia thường xuyên không? Dạ, cũng hiếm lắm chị. Bây giờ ảnh có người mới chưa? Dạ rồi, ảnh... Có những cái chuyện mình vẫn chưa thể cho qua được hay sao em? Dạ lúc em có bầu á là ảnh đã ngoại tình 6 tháng trước đó. À. Dạ trước cái cuộc hôn nhân của em á nó cũng có nhiều mâu thuẫn á chị. Rồi em vì thương con rồi cố gắng chịu đựng á chị để cho con mình nó lớn thêm một chút nữa. Cứ như vậy rồi kéo dài tới lúc mà em phát hiện ra ảnh ngoại tình đó thì có thêm có động lực để cho em thôi luôn. Yeah. Mà thì hỏi thiệt sự là đến giây phút này thì em đã nguôi ngoai cái câu chuyện đó chưa? Em ít khi em nghĩ, tại vì mỗi lần em nghĩ thì em sẽ rất là buồn. Mà tự nhiên sau hôm nay chị hỏi thì tự nhiên em lại nghĩ như vậy không biết nữa.
À, chứ bình thường là mình không còn nghĩ tới nữa, phải dạ, không? Dạ đúng rồi chị. Mình lo cho con là chủ yếu, lo cho con nhỏ. Thì chị nghĩ em vừa làm việc vừa chăm hai bé, có thời gian đâu chị. Bận rộn lắm. Nhưng thật ra mình phụ nữ mình bị đưa vào cái thế là mình phải mạnh mẽ. Chứ thật sự thì trong sâu thẳm ai cũng rất là dễ bị tổn thương. Dạ đúng và rồi. Cũng có cái cần người chia sẻ. Giống như khi chị hỏi là đúng là cái nỗi niềm của em thì ức ức nó như vậy thôi. Chứ còn thật sự chị biết khi đã nguội lạnh và khi em đã đăng ký tham gia chương trình thì tất nhiên cái câu chuyện đó dạ, đúng nó rồi. Cũng chẳng còn cái gì. Chính xác luôn. Với lại người đó cũng không còn xứng đáng với mình nữa. Người ta dạ, đã có cái người khác trong cái lúc mình đang mà vượt cạn, đang cái lúc khó khăn nhất thì người ta cũng đã không còn cái cảm tình cảm với mình. Đúng không em? Dạ đúng thôi rồi. Thì bây giờ cái đó là cái số phần của mình thôi, mình chịu và mình sống vì cái tương lai, hy vọng vì cái tương lai nó tốt đẹp hơn. Và trước mắt là mình làm những gì tốt nhất cho hai đứa con của mình là được rồi. Dạ đúng rồi. Không em? Em cũng mong như vậy đó chị. Dạ. Em ơi đừng khóc em ơi. Rồi em phải nói lớn cậu mới nghe chứ cách nhau qua cái dạ, tim nghe mà. Rồi. Nói đi. Em ơi đừng nha. Khóc em ơi. Nãy giờ chị mới thấy em cười luôn á trời. Cười là tươi lên, nhìn lên có gì mà cứ nhìn xuống không vậy? Nhìn lên cho đời nó tươi lên cưng, nhìn xuống nó xuống dốc à. Em dặn lòng là sẽ không bao giờ em khóc, không hiểu tại sao hôm nay chị kể cắt em khóc rồi đã đi em. Không có vấn đề gì đâu. Hay mình có kể muốn kể câu chuyện gì của mình nữa không? À, lúc trước thì em cũng có quen một mối tình ở bên Facebook. Rồi quen cũng được hơn năm mấy. Là sau khi ly dị vợ đó ha. Dạ, quen được năm mấy rồi người đó đi lấy chồng. Rồi xong em mới buồn. Em mới quen qua bên Zalo được cô đó là tính tiền 2016 á, chuẩn bị đám cưới, chụp hình cưới rồi. Rồi xong cái mà thấy tình trạng mà ghen, em ví dụ em tới cái chỗ cửa tiệm chơi á, thì cũng người đó cũng làm tóc. Em hỏi thăm em gái này kia rồi nay đi đâu chơi gì đó. Cái là em hỏi thăm mấy bạn nhân viên á hỏi sao? Hỏi em của người đó. À hỏi em của giống người như đó. Là anh rể hỏi thăm em vợ đi. Đó mà hỏi thăm cũng không được nữa mới nói. Nếu mà hỏi đi kiếm nó hỏi đừng hỏi tôi. Mà vậy bạn gái em cũng ghen nữa là dạ, cũng không có hỏi luôn. Dạ. Cả em gái mình cũng không được hỏi luôn. Dạ đúng rồi. Mà chụp hình cưới rồi luôn. Dạ chụp hình cưới rồi luôn. Rồi cuối cùng còn chia tay luôn. Là 2 tháng mấy nữa là cưới. Ai là người quyết định thôi? Người đó nói chuyện nói lời chia tay trước. Sao ngộ vậy, kỳ vậy, em đã quyết định phụ nữ mà đi tới cái quyết tại định cái lời nói mà chia tay đó người ta khó nói lắm. Đúng rồi, sao mà người đó nói được? Em có tìm hiểu cái nguyên nhân sâu xa là tại vì sao không? Thì nói chung là người đó nói là chia tay còn không gì nữa, nói đem cái hình chụp hình đám cưới á mà đem đi dục vỏ gác này kia đầu rồi thôi em tức quá thôi. Là thôi luôn. Dạ. Cũng không hỏi nguyên nhân hay là người ta cũng có người khác nữa hay là người ta thì không vừa lòng cái vợ em là, em là khi mà chia tay rồi á là em không có cưới nữa, em hủy bỏ cưới á. Người đó có đi lấy chồng khác đó. Nhưng bây giờ chị hỏi thiệt nè, có bao giờ em tự ngồi em suy ngẫm hay em chiêm nghiệm lại hay là mình có một cái điều gì đó mình chưa tốt hay cái gì đó mình quan tâm cái người phụ nữ của mình chưa đủ hay là như thế nào khiến cho người ta như vậy hay không? Có khi nào em suy nghĩ đến điều đó chưa? Tại vì người đó thì ghen tuông này kia rồi em không chịu được cái cảnh đó. Ví dụ đi ăn uống rồi tính toán với ví dụ chồng như là chồng sắp cưới của mình rồi. Tính toán là sao em? Chị chưa hiểu tính toán là sao? Nói chung là bữa đó là người đó nói là với em là hôm nay đi ăn lẩu dê em bao. Rồi xong cái đi sách được có 200.000 à. Rồi mà vô trong đó ăn thì tới 270.000. Cái em mới tức nói ủa sao rủ đi ăn mà sao còn kêu anh trả tiền thêm. Tại vì em nói ví dụ bây giờ mình nói được á, mình đi dẫn đi bao thì mình nên nói, còn dẫn không được thì đừng nên nói. Em bao cũng được nữa, mà tại vì em tức cái lời nói như vậy. Có gì đâu tức, trời ơi cái chuyện nó đơn giản muốn chết. Thì bây giờ vợ sắp cưới của em rồi thì em dẫn vợ em đi ăn chuyện bình thường thôi. Thì đúng rồi, em dẫn ăn bình thường nhưng mà có cái là vợ nói thử mình thử cái lòng người ta lòng như thế nào gì, thôi. Nhiều khi người ta nè chị chứ... đây chị không có bin cái người đó nhưng mà chị nói thiệt luôn. Thí dụ chị mà thích cái anh nào hoặc là chị đang có bạn trai mà cái bạn trai chị hơi bị không có được chủ động hoặc là bạn ấy quên đi lo công việc gì đó mà không bỏ bê chị, không có rủ chị đi ăn đi uống đi chơi mà chị nhớ bạn trai chị thì chị mới gọi điện hoặc là chị nhắn tin, chị tạo một cái cớ thôi. Anh hôm nay em đi quay ở nhà hàng Phiêu Bừ đó, nhà hàng này có món ăn ngon lắm, tối nay em bao anh. Giống như thật sự luôn, bữa nay chị Tường quay đây nè, hồi nãy Tường cũng có gọi điện cho bạn Tường luôn, ở đây nhà đồ ăn này ngon lắm, bữa nào Tường bao mình đi ăn ở đây nha. Là người phụ nữ họ rủ, họ nói họ bao thôi.
nhưng mà Tường chưa bao giờ trả tiền. Tường bao, nhưng mà cái khi mà cái người đó đồng ý đi với mình thì người ta tới người ta ăn ta vẫn trả tiền à. Đối với chị Tường, đối với chị là nam phải trả tiền cho nữ là chuyện bình thường. Dạ đúng rồi, mà mấy lần trước á đi ăn em cũng trả tiền bình thường, nhưng mà em thử cái lên bực kỳ này coi người đó có nói cái lời nói có đúng như vậy không. Nhưng mà người ta ép em, ép người ta bao em hay là người ta tự động người ta nói người ta bao? Người ta tự động rủ em đi ăn. Vì là nhiều khi người ta nhớ em, người ta muốn kêu em đi ăn đó. Không có đâu, tại vì em nói rủ đi ăn thì nó đại ấy đi rồi để em khỏi có ấy. Vậy là bữa đó em cũng không có chuẩn bị, không có đem tiền theo hay sao? Em có đem theo tiền luôn. Rồi cuối cùng em có trả không? Em tức một cái là rủ nói rủ lại đi ăn á mà cứ kêu anh trả tiền ra thêm nữa. Rồi cuối cùng là bữa đó ai 270 đó là ai trả? Em bù vô thêm 70.000 nữa. Trời ơi trời. Rồi chia tay luôn cái cuộc tình luôn đó hả? Con trai đi ăn phải trả tiền cho con gái là cái chuyện đó bình thường. Dạ thì em trả bình thường nhưng mà tại cái em tức cái lời nói đó thôi. Không có tức gì, mai mốt mà bạn gái bên đây nè, bây giờ lên mai mốt ly rủ ảnh đi ăn cũng vậy nữa. Rủ mình mời là tại vì cái chỗ nó ngon, mình lịch sự. À, bữa nay tới nhà, à, bữa nay có quán hủ tiếu đó ăn ngon lắm, đi đi không? Em bao anh đi ăn. Thì ok là đi là cái cớ thôi, nhưng mà đi thì vẫn em trả tiền chứ. Dạ, đúng rồi. Đừng cứ để bạn gái trả tiền chi mấy cái chuyện đó. Trời, cái này là chị không có bên em được đâu. Thôi nói chung chuyện nó qua rồi, mình không khơi chuyện cũ. Nhưng mỗi cái việc mà nó xảy ra, cả đôi bên luôn, ngay cả Ly cũng vậy mà anh cũng vậy, và bản thân chị cũng là người gãy đổ, thì chúng ta phải có cái thời gian chiêm nghiệm lại coi tại sao mình lại bị rơi vô cái tình cảnh như vậy. Yeah. Thường thường người ta nói nè, có lửa mới có khói. Chị nói, chị cũng không sợ em buồn nha Ly. Có lửa phải có khói. Người ta lỗi 10, mình cũng phải có lỗi 8. Đúng không? Dạ đúng rồi. Cái tay đưa lên một bàn tay không bao giờ nghe được cái tiếng vỗ. Mình phải hai cái vỗ lại với nhau nó mới ra cái tiếng, đúng không ạ? Cho nên mỗi người mình cũng lớn rồi, mình nên suy nghĩ, chiêm nghiệm, rút ra những cái gì đó cho cái bản thân mình. Để sao? Để cho cái cuộc tình mới của mình nó trọn vẹn hơn. Đồng ý không? Rồi, là em nè. Có điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, thưa chị Cát Tường, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, siêng năng, chịu khó và biết kính trọng mọi người. Và em có cái tính thương người. Rồi còn điểm yếu của em thì em dễ khóc và em cũng mau giận, nhưng mà cũng mau quên lắm chị. À, tới cái phần bây giờ tìm kiếm tình yêu nè, bây giờ em muốn tìm một mẫu người vợ tương lai mình là người như thế nào? Người mẫu tóc dài. Rồi gì nữa? Cao 1m55 trở lên. Gì nữa? Chị nặng 48kg trở lên. Rồi, đúng con số vậy luôn hả? 1m55, 48kg luôn hả? Rồi gì nữa? Hết rồi. Hết rồi. Chắc chưa? Chắc rồi. Rồi còn em thích một mẫu người chồng tương lai nhìn mình là người như thế nào? Dạ thưa chị, em thích hình thức thì em cũng không có quan trọng lắm. Em chỉ thích mẫu đàn ông sống thêm tình cảm gia đình và hiểu em, công việc ổn định, nói năng thì lịch sự, nho nhã và biết kính trên nhường dưới, vậy thôi. Rồi em đoán thử coi, em cao mét mấy? 1m68, 50kg. Chỉ có 50kg hả? Đúng là ốm hơn tôi trời. Kiếm đi ảnh nó chồng á. Còn bên đây em tìm đi. Trời ơi đông gái. Một cô gái trong ba cô này em lựa đi. 1m55 nặng 48kg coi có không. Rồi nhưng mà cô đó không có tóc dài à nha. Anh nào? Tại sao chọn anh đó? Tại vì em thấy số ký của ảnh rất là nhỏ. Em đoán anh này. Rồi cầm đi, để tôi mở cửa trái tim luôn coi. Rồi mời hai anh chị nhìn về phía trái tim này nha. 1, 2, 3. Sao ạ? Rồi vậy là em chọn đúng luôn rồi. Đúng là mà đúng. Ủa em thấy giống mà chị. Đúng là mà đúng. Em thấy giống y chang. Anh đây nè. Sao anh nói mà đúng được? Rồi mình đúng không em? Đúng. Chúc mừng bạn trai đã đoán đúng ha. Rồi em sai rồi nha cưng nha. Em có quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh nhiều nha. Em cũng có một món quà tặng cho anh nè. Đây là tất cả những cái gì mà em muốn nói đó, em đã niêm phong ở đây hết rồi. Rồi em cảm ơn. Người ta vui quà mình cũng vui chứ. Dạ những món cô gái thích. Anh chú đáo hơn em đó, chú chị. Chú đáo hơn em ha, hai bên. Chú đáo hơn em ha. Chính giữa một cái hộp có một chiếc nhẫn rất là xinh. Mà nó nghe nè, đi ăn dẫn bạn gái đi ăn trả có 70.000 mà tiếc. Nhớ tới giờ mà sao sang trọng quá vậy, tặng bạn gái quà nhiều quá vậy em.
Em nói tại vì cái lời nói á, khi mà mình nói ra được á, thì mình phải làm được. À, có em tức cổ nói cổ bao mà cổ không bao thôi, đúng không? Bao. Ờ, chứ không phải là tại vì tiếc tiền bạc gì hết, đúng không? Rồi, hiểu rồi, mai mốt ngàn nhớ nói bao là phải bao. Còn hôm nào không bao thì chỉ rủ thôi, anh đi ăn chỗ đó hay là anh dẫn em đi ăn chỗ đó chỗ kia. Nhớ nha, con người người ta thẳng thắn thật thà, nói là phải làm. Vậy cũng là một cái cá tính hay đúng không em? Dạ. Yeah. Rồi, thôi quyết định vậy đi. Rồi bây giờ thì em tự tin lên xíu, nhìn thẳng cô gái ấy rất là dễ thương nè, đôi mắt ngấn lệ nhưng nụ cười rất xinh. Tường sẽ cho hai bạn ít phút thời gian trò chuyện với nhau rồi Tường sẽ quay lại. Bây giờ Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn rất là ngon của nhà hàng Fumer. Xin mời. Rồi, xin mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất ngon và rất đặc biệt nha. Đây là món cơm hấp của Nhật. Dạ. Chắc là hai bạn chưa ăn thử lần nào đúng không? Dạ, chưa. Bây giờ mình ăn thử nha. Ăn ngon, trò chuyện, tâm sự với nhau. Tự tin lên nha em. Dạ. Chủ động, mình là đàn ông nha. Dạ. Nha. Dạ. Rồi, chút xíu chị Tường quay lại liền. Mời hai bạn ngon miệng. Dạ, cảm ơn chị. Ừ, ăn đi em. Em mời ăn nha. Mời em. Ở nhà anh hay đi chơi không? Anh ở nhà cũng ít có đi lắm. Chỉ có tối đi uống cà phê xong rồi về nhà ngủ à. Anh ít nhậu mà anh có biết hút thuốc không? Anh có hút thuốc, hút cũng ít. Một ngày cũng 6-7 điếu. À, dạ được rồi. Anh có ngại khi làm bạn với em không? Thì cũng đâu có gì đâu mà ngại. Anh có được nghỉ cuối tuần không? À, nhiều khi lúc nghỉ, nhiều lúc không. Nói chung là chủ nhật của anh nhiều lúc cũng phải đi làm. Nói chung nhiều khi ban đêm cũng có đi nữa. Là tăng ca. Anh làm công việc của anh là làm tự do. Ví dụ nhà đó điện nước đều hư á, ban đêm hay gì đó, người ta kêu mình tới mình sửa cho người ta. Ừ, vậy cũng được. Ở nhà em có mấy anh chị em? Dạ, 6 anh chị em. Em là gái út trong nhà. Còn nhà anh thì có 2 anh em, anh với nhỏ em gái thôi. Em gái anh thì có chồng rồi, có con mới có con. Dạ. Ba mẹ em ở nhà làm gì? Dạ, mẹ em trước đây là buôn bán. Bây giờ mẹ em lớn tuổi rồi. Mẹ em nội trợ thôi anh. Với trồng rau, trồng tráng vậy đó. Dạ. À, anh có khi nào lên Bảo Lộc chơi chưa? Anh có đi xa lắm. Anh chỉ có ví dụ đi làm xong rồi về uống cà phê xong rồi tới cỡ 10 giờ về ngủ. Chứ vậy anh... vậy cái động lực nào mà khiến anh lại đăng ký chương trình này? Lớn tuổi rồi thấy vậy đó, mình nên tìm bạn cho mình thích hợp với nhau và đi tới hôn nhân. Cũng may, tại vì thường thường em thấy đàn ông mà có tí tuổi như anh thì cũng làm biếng đi tìm mà bạn gái đó. Món ăn này ngon không anh? Dạ ngon. Mình ăn thử cái món cơm Nhật này lần nào chưa? Dạ mới ăn lần đầu. Mới ăn lần đầu nhưng mà ăn được đúng không? Dạ. Hợp khẩu vị đúng không? Dạ. Rồi, nãy giờ anh có dám nhìn em cái nào chưa? Dạ có, nhìn chăm chăm đúng rồi chị. Vậy hả? Trời ơi, vậy là em hên quá, từ đầu giờ anh không dám nhìn chị một cái nào tại luôn. Tại vì em bắt anh phải nhìn em mà. Vậy là em hay rồi đó. Nãy giờ thật sự là chị cũng dành diễn đàn cho em nhiều hơn. Nếu em có hỏi về hoàn cảnh của ảnh chưa, ảnh cũng là gà trống nuôi con. Dạ. Đó, rồi đang sống với mẹ nữa. Ví dụ như theo như em nghĩ thì mình tìm hiểu nhau bao lâu thì nếu mà hợp thì mình có thể tiến tới với nhau được? Dạ, nếu mà tìm hiểu với nhau thích hợp khoảng chừng năm trở lại gì đó rồi mình tính tới. Cổ thì cũng có 2 con nhỏ riêng thì em nghĩ nếu lấy nhau thì mình sẽ sống như thế nào? Dạ, cái đó để mình thương lượng với nhau. Thương lượng là thương sao? Nếu mà lấy nhau thì dĩ nhiên là con cũng phải theo mẹ, thương mẹ phải thương con, cái chuyện đó là phải đương nhiên. Chứ người ta mới chấp nhận mình được. Em 10 năm gà trống nuôi con, vậy cái khó khăn nhất của em là cái gì? Cố vượt lên chính mình để mình tự bước tiếp. Thôi bây giờ thì chị ra ngoài, chị cũng thấy là hôm nay tụi em đi theo đều có gia đình đi theo. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ mời gia đình của hai bạn vào để mình cho một chút xíu ý kiến ha, để coi người ngoài nhìn vào thì thấy như thế nào. Bây giờ Tường xin phép dạ mời cô vào đây ạ. Em gái vô đây cưng. Dạ. Dạ chào cô. Dạ, dạ cô là mẹ đúng không ạ? Dạ em là mẹ của Tấn. Dạ mẹ của Tấn. Còn em là em gái. Em gái, em ruột. Dạ không, dạ, em là con. Rồi. Bây giờ cho Tường hỏi cô trước nha. Hôm nay nãy giờ cô ngồi cô lắng nghe câu chuyện của con trai mình với bạn gái bên đây thì cô có nhận xét như thế nào? Con em nó muốn ở đâu thì em cũng chịu ở đó. Dạ, nhưng mà thật sự Tường cũng muốn cô chia sẻ một xíu là trong suốt những cái thời gian mà cô hỗ trợ Tấn á, mà nuôi cháu thì có vất vả cực khổ lắm không cô? Nói chung khó khăn lắm không cô? Cũng vất vả. Thì Tấn nó đi làm thì nhà mình phải coi nó ngoài. À, một tay cô làm đúng hết rồi. Chắc cháu đeo cô nhiều phải không cô? Dạ, cái gì cũng đi chơi cũng mẹ bà nội
Thì ví dụ làm gì, quần áo gì là bà nội làm hết. Tay bà nội lo hết. Lo hết, ăn uống của bà nội lo luôn. Dạ. Vậy đó. Nhưng hiện tại bây giờ thì cuộc sống của cháu như thế nào rồi con? Nó thì nó đi làm được. Bây giờ con hỏi thiệt, Tường hỏi thiệt cô nè. Ví dụ bây giờ trường hợp mà phải cái duyên đó, và khi hôm nay đến với bạn gái bên đây thì nãy giờ cô cũng nghe hoàn cảnh bạn này cũng đang còn có hai con nhỏ cũng gãy đổ như vậy, thì thật sự con nói thật, hỏi thật lòng là cô có ngại hay là có lo lắng cái điều gì không? Nói chung mình cũng thấy con nó nhỏ thì cũng kỹ thuật tội nghiệp, nhưng mà nếu mà nó thương thật sự thì từ từ thì mình các nhà lớn lên rồi mình cho tụi nó về ở cũng được. Dạ. Chứ nếu mà biết sống với cha với mẹ với hòa thuận gia đình đó thì tốt. Dạ. Tự vì ở nhà hay có đứa em gái nữa. Dạ. Hồi xưa đến giờ chưa bao giờ gây lộn. Dạ. Ví dụ người chịu này thì người chịu kia vậy đó, cho nên sống phải hòa thuận mới biết với nhau. Dạ. Không có hỗn. Nếu mà hai bạn mà yêu thương nhau thì cô cũng đồng ý đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, cảm ơn cô ạ. À. Em chào cô một câu, em muốn nói gì với cô không ạ? À? Mẹ chào bác chào con. Dạ, con chào cô. Con cảm ơn cô rất là nhiều vì đã thương và thông cảm cho con. Dạ, rồi đó là hôm nay cái gặp mặt như vậy thôi. Còn cái chuyện thật sự đó là mình hỏi thôi. Dạ. Còn cái chuyện tình duyên của hai bạn là hai bạn nó sẽ tự quyết định, cô ha. Dạ. Thế còn em gái thì sao? Nãy giờ nghe câu chuyện của hai anh chị này thì em nhận xét như thế nào? Mình là một người trẻ nè. Thì nói chung ở nhà em ít khi nào thích thấy chị khóc lắm. Ừ. Bình thường là chị vui tươi, dễ thương lắm. Không có biết là chị có nhiều cảm xúc mà chị giấu á. Mà nói chung là bây giờ thì nếu mà anh chị cảm thấy là mình có thể cho nhau một cơ hội á, thì hai người có thể gắn bó với nhau được không, thì em ủng hộ chị Ly. Em cảm nhận là anh này có phù hợp với chị Ly không? Em thấy anh cũng hiền lắm, nhưng là ít nói. Còn chị thì ở nhà em hoạt bát nói nhiều lắm, nên em nghĩ là anh chị có thể bù trừ lại cho nhau á. Rồi, cảm ơn em. Và cảm ơn ý kiến của cô ạ. Một vài cái ý kiến để cho hai bạn có thể tham khảo thêm, để một lát nữa mình có thể đưa ra cái quyết định mình cho đúng đắn. Dạ, cảm ơn cô. Chương trình có mấy câu hỏi dành cho hai bạn. Mình bóc mỗi người một lá, rồi mình đọc lớn lên yêu cầu trong này mình trả lời, cho nó vui, cho hiểu nhau nhiều hơn, cho nó gần gũi nhau hơn. Hãy cầu hôn bạn nữ bằng lời tỏ tình thuyết phục đối phương đồng ý làm vợ mình. Nếu chồng cũ, vợ cũ của hai bạn gặp lại có những yêu sách đòi hỏi về tiền bạc, con cái hay nối lại tình xưa, bạn xử lý ra sao? Rồi, bây giờ em trả lời câu này trước rồi anh sẽ thực hiện cái điều chương trình yêu cầu. Dạ, nếu mà trường hợp đó rơi vào em luôn đó thì em rất là thẳng thắn. Và em cũng đã từng nói với chồng em là bây giờ anh có xây cho em 10 cái biệt thự em cũng không bao giờ quay lại với anh. Bởi vì em đã chịu đựng rất là nhiều, với em rất, anh cho anh rất là nhiều cái cơ hội nhưng mà anh không có nắm lấy. Cái quan trọng là em, anh ở với em chưa có một lần em có cảm giác an toàn khi ở bên anh hết. Thà em đến một người nghèo mà họ mang lại cho em cảm giác an toàn và tình cảm nó vơi đầy á, em vẫn chọn cái người đó. Con cái thì đã nói rõ toàn rồi đó chị, thì mình thương lượng sau đó cho nó hợp lý thôi. Tiền bạc thì tụi em không có gì phải không dính líu gì hết. Dạ, không dính líu một cái gì hết. Cách giải quyết như vậy hợp lý không em? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ tới phiên em. Sao anh không có nói gì vậy? Em cảm ơn anh nha. Cảm ơn hai bạn. Em cảm ơn anh. Rồi, về chỗ đi ạ. À. Thấy em là có xúc động đó. Dạ, cũng... Em đang nghĩ gì khi lúc đó, ngay khoảnh khắc đó em nghĩ điều gì? Dạ, tại vì ảnh khác với những gì em nghĩ. Em nghĩ là chắc ảnh sẽ nói với em vài câu trước. Rồi ảnh mới... Tặng nhận. Dạ, đúng rồi. Em có nghĩ là anh quỳ xuống không? Dạ, không luôn. À, em chỉ nghĩ là nói cái gì đó rồi đưa nhận thôi. Dạ, đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi cho nên thì... em mới có một chút gì đó nó rung động. À, em nghĩ là em đang làm việc đó là vì chương trình yêu cầu, hay là em có lồng chút cảm xúc nào của em vào đó không? Dạ, cũng có chút đỉnh. Rồi, thì bây giờ vậy nha, hai người nhìn thẳng vào nhau đi ạ. Thời gian dành cho hai bạn cũng khá nhiều rồi, đủ để chúng ta hiểu rồi. Tại vì cái chương trình hẹn ăn trưa chỉ là chương trình để tạo cơ hội cho chúng mình mai mối, để mình đồng ý mình có bấm nút hẹn hò với nhau hay không thôi. Yeah. Chứ không phải là đủ thời gian chúng ta có thể tìm hiểu hết con người của nhau. Yeah. Nó phải trải qua một cái thời gian dài, đúng không ạ? Dạ. Yeah. Thì hôm nay hai bạn suy nghĩ lại thật kỹ, từ nãy giờ mình đã trao đổi những cái gì. Chúng ta cảm giác nếu mà có sự rung động và nghĩ rằng đối phương có thể là một cái người mà mình đang đi tìm kiếm thì mình bấm nút thật mạnh xuống. Còn nếu mình cảm giác không có một cái cảm xúc gì hết, hay là mình nghĩ rằng không, cái người này không hợp với mình đâu, thì thôi, mình không bấm nút.
sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nếu đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian, chị hỏi em gái trước, tại sao em không bấm? Dạ thưa chị, em thấy ảnh cũng hiền lành á, mà cũng chịu khó. Nhưng mà em cũng không có, ảnh không có mang lại cho mấy cảm giác an toàn. Tại sao em lại không bấm nút chọn cô gái này? Thì em thấy bạn nữ cũng cũng được, cũng tốt. Nhưng mà em thấy là nếu mà em không làm đủ trách nhiệm, không làm tổn thương người bên cô gái bên kia, cho nên em không có bấm nút. Có phải vì hai đứa con còn nhỏ quá, em sợ ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng không? Dạ đúng rồi. Đó, em cũng nghĩ giống như ảnh luôn đó chị. Thôi được rồi, mời hai bạn đứng lên. Dạ. Mặc dù hôm nay là hai bạn cũng là chưa có thành đôi ha, chị Tường cũng không làm tròn cái vai trò mai mối của mình, nhưng mà chị Tường cũng rất vui vì thật sự chị cũng đã cố gắng hết sức, và ít nhất thì em cũng được giải tỏa cái nỗi lòng của mình ngày hôm nay ha. Rất là vui khi em tham gia chương trình, và chị cũng chúc cho em, một người mẹ đơn thân hiện tại đang phải nuôi hai con, thì được nhiều sức khỏe và luôn luôn mạnh mẽ, cố gắng hãy nghĩ đến con mình và cái tương lai tốt đẹp của mình phía trước để cố gắng thật nhiều. Cảm ơn chị Tường. Mời bạn. Chào Uyên nha. Mình tên là Tiên, Trương Thị Cẩm Tiên, sinh năm 1994. Mình hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, còn quê quán thì ở Long An. Công việc hiện tại của mình thì mình đang là trưởng phòng tại một công ty kiểm toán tư nhân. Mình là trưởng phòng gì bạn? Cái vị trí đó thì nó như thế này. Tại vì trong cái công ty kiểm toán thì nó sẽ có cái chức vụ gọi là manager, thì tương đương như là một cái chức vụ trưởng phòng. Về mặt kiểm trưởng phòng của bộ phận kiểm toán đi, mình nghĩ là như vậy. Tại vì không biết là nó hiểu ra nó là như thế nào thì nó là cái vị trí như vậy các bạn. Rồi ok. Mình là quê quán ở đâu Tiên? Quê quán của mình thì là ở Long An. Long An. Hiện tại là mình sống ở đâu, ở thành phố Hồ Chí Minh? Mình thì ở quận Bình Thạnh. Rồi. Về điểm mạnh điểm yếu của Tiên thì như thế nào ta? Nói về điểm yếu trước đi. Nói chung là điểm yếu thì cảm thấy là một người mà cũng hơi có cái sự do dự, hơi thiếu quyết đoán. Tuy nhiên là cũng có một cái điểm mạnh là những cái mà mình một khi đã xác định là mục tiêu rồi thì rất là quyết đoán và làm tới cùng. Là có những cái bình thường thì hơi lăng tăng suy nghĩ khá nhiều. Cũng hơi ham chơi một tí. Còn cái điểm mạnh nữa là thường á, mình là người thích nghi với mọi môi trường sống là tốt. Rồi ngoài ra thì mình có những cái sở trường, những cái ưu điểm của mình là gì? Mình có những cái sở thích như thế nào? Ví dụ về ca múa hát hay là về toán học hay là về cái gì đó mà bản thân mình cảm thấy là mình giỏi nhất. Mình xin phép gửi xuống cái nha, cầm nó hơi mỏi tay quá. Để về cho nó dễ nói. Nha Uyên. Thì về sở thích của mình á thì mình có những cái sở thích là mình thích đi du lịch. Uyên nó hơi ồn tiếng ha. Em tắt cho chị đi. Dạ em. Rồi ok, mình nói lại về cái sở trường của mình ha Trang ha. Sở thích của mình thì mình thích đi du lịch và cả hai hình thức là nghỉ dưỡng và khám phá. Nói chung là có nhiều lúc mà mệt quá thì mình sẽ thích đi theo kiểu là nghỉ dưỡng để mà xả stress đó. Rồi nếu như mà tuy nhiên thì sau đó thì mình lại cũng là người rất là thích đi kiểu mà khám phá trải nghiệm, nó cũng có những cái thú vị riêng. Rồi mình thích nói chung là cũng thích nấu ăn, không nấu quá tốt nhưng mà lại rất là thích làm những cái món mà mình yêu thích và thưởng thức. Rồi mình thì cũng là người thích vận động. Hiện tại thì mình cũng gọi là đi tập gym, nói chung là cũng không gọi là gymmer đâu. Chỉ đơn giản là mình tập những cái động tác nào đó để mà có thể rèn luyện thân thể thôi. Rèn luyện thể lực. Rồi mình nói xíu về tình trường của mình ha. Tình trường của mình hiện tại có bao nhiêu mối rồi? Mình có thể chia sẻ với bạn, nhưng mà mình cũng có một cái đề nghị như thế này.
Tức là mình không thích nói nhiều về cái những cái chuyện tình cảm trong quá khứ. Và tụi này cũng sẽ nói luôn với bạn một cái này. Tụi này, cái chuyện tình cảm của quá khứ của bạn thì tụi này phải biết để tụi này tránh cái việc là sẽ giới thiệu một cái người mà nó lại trùng vào cái vết xe đổ của bạn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, không phải là khi mà bạn nói với mình thì bạn cứ kể hết, còn cái việc mà khi mà lên sân khấu thì mình sẽ tiết chế theo sách câu tự trịch từ theo mức độ vừa phải nhất có thể, nếu như bạn muốn như vậy. Còn nếu như mà ở đây tụi này không phải là muốn nhắc về quá khứ hay cái gì đó, đơn giản là tụi này muốn ai cũng có quá khứ, nhưng mà từ cái quá khứ đó mình rút ra được cái bài học kinh nghiệm gì cho những cái cuộc tình mà sắp tới đây nè. Đó là những cái gì mà tụi này muốn tìm hiểu về bạn, chứ không phải là tụi này soi mói cái gì đâu, nên yên tâm ha. Rồi mình trải qua mấy mối tình và lý do vì sao chia tay những mối tình đó, mối tình đầu tiên đi bạn. Thì mình cũng rất là cảm ơn thiện chí của chương trình. Về một những cái mối tình của mình thì không phải là mình không muốn chia sẻ, nhưng mà thật ra thì nó cũng rất là đơn giản thôi ha. Đó giờ thì mình không có mối tình tất cả. Kiểu như là có thể là bắt đầu gọi là tìm hiểu gì đó thì từ lúc đại học đi. Thì những cái mối tình đó nó chưa gọi là một cái mối tình quan hệ chính thức, chỉ là cái dạng mà sàng lọc và tìm hiểu với nhau thôi. Cho nên là mình chỉ cần các bạn giúp cho mình hướng tới cái mẫu người mà mình có đề cập trong cái thông tin mình kê khai á. Nên cũng mình cũng nói chung là tình trường là từ đó giờ chị không có mối tình nào chính thức hết, chỉ có là tìm hiểu thôi đúng không? Đúng rồi. Mà tìm hiểu như thế nào, tìm hiểu mấy tháng hay tìm hiểu ra làm sao mà mình không quyết định mình quen chính thức? Tìm hiểu thì cho ra tầm khoảng từ 3 đến 4 tháng đi. Tại vì cái việc mà tiến tới tình yêu thì nó không dễ dàng. Khi mà mình đã tìm hiểu thì mình thấy người đó không phù hợp với mình, hoặc là mình chưa có sự rung động thì nó đã dừng lại rồi. Rồi bây giờ cho mình hỏi xíu, ở người đó như thế nào mà bạn không có rung động và cảm thấy là cái người đó không phù hợp với mình? Thật ra cái sự rung động mà muốn định nghĩa hoặc là muốn nói lý do nó khó lắm. Cái này chắc là Uyên cũng chương trình cũng biết không? Ví dụ như mình gặp người đó, cái sự rung động từ con tim của mình á. Nhưng mà ví dụ nha, tại vì ví dụ nha, mỗi người có mỗi sự rung động khác nhau. Ví dụ như rung động về ngoại hình hay rung động về tính cách, rung động về một cái gì đó. Ví dụ như cảm thấy như thế nào, ví dụ lên sân khấu đi, bạn nói bạn có rung động, bạn mới bấm nút cái anh chàng đó. Nhưng mà cái anh chàng đó phù hợp với những cái tiêu chí của bạn thì cũng tiếc cho cái anh đó khi mà tụi này ghép cho bạn. Thì bây giờ mình cứ nói thẳng là mình rung động với dụ một cái người đàn ông đó, người ta lịch lãm, người ta như thế này như thế kia, thì tụi này biết là cái mẫu hình của bạn nó như thế nào đó. Rồi mình nói xíu về cái mẫu người của mình đi. Cái sự rung động của mình đó nha, thì mình nghĩ là nó xuất phát từ cái người đó thuộc cái gu của mình trước cái đã. Đó là cái ấn tượng ban đầu cho mình, cái cảm giác rung động và open cho mối quan hệ này đó. Mẫu người của bạn như thế nào? Cái mẫu người của mình á, thì mình cũng nói lại đây đi ha. Thì cái mẫu người của mình á, thứ nhất là về ngoại hình á, thì là cao từ 1m7 trở lên. Mình thì mình cao 1m62. Có nghĩa là cái tiêu chí của mình là mình muốn cao 1m7 trở lên. Và từ 1m7 trở lên. Thân hình thì cân đối, khỏe mạnh, có thể nhìn vào cho người ta cảm giác là bạn này không phải là dạng giống như là những gymmer quá khỏe mạnh này kia, sáu múi gì kia, là mình không có cần thiết như vậy. Chỉ là cho người ta cái cảm giác bạn này khỏe mạnh. Rồi gì nữa? Cái kia thôi. Khuôn mặt thì ưa nhìn. Ưa nhìn của Tiên là cỡ ai? Cho mình một ví dụ cụ thể không? Vô là mình thấy. Ưa nhìn là kiểu như nhìn vào cái mình có cái cảm giác người này cũng khá là thân thiện, khá là hiền, nó như vậy đi. Rồi như vậy, chứ không phải là mình quá chú trọng là người đó phải đẹp đâu nha, ý là như rồi. Vậy á, các bạn hiểu ý không? Thì mình thấy ở khuôn mặt hiền thân thiện thì mình đã ghi lại rồi. Còn cái gì nữa không? Hiền cỡ ai? Như anh Quyền Linh là đã hiền chưa? Cái nét hiền giống như chú Quyền Linh thì cũng là ổn á. Cái nét hiền. Rồi sao nữa nè, về về ngoại hình là xong chưa nè? Ngoại hình thì như vậy.
Rồi về tuổi tác, quê quán, vùng miền thì như thế nào? Về tuổi tác thì lớn hơn mình nha, từ 30 đến 40. Mình thì mình vẫn thích cái gu của mình thì vẫn lớn hơn mình tầm 3 đến 4 tuổi thì vẫn ổn hơn. Có nghĩa là nay mình 29 thì cái lứa tuổi tốt nhất là khoảng từ 32, 33, 4, 35 gì đó. Tuy nhiên là mình cũng có thể mở rộng là từ 30 đến 40 luôn. Rồi 30 tới 40 có những cái anh đã lập gia đình, ly dị vợ, Không, có công việc chưa ổn từng định kết này hôn kia nha, thì ok không? chưa từng kết hôn, độc thân và chưa từng kết hôn nha. Rồi. Về vùng miền á thì là miền Nam, người miền Nam, và gốc thì gốc Nam, Rồi, ok. miền duyên hải Nam Trung Bộ cũng được nha, miền duyên hải Nam Trung Bộ. Nói chung từ Phú Yên đổ vào ha, tới Cà Mau là được rồi ha. Rồi, còn gì nữa không nè? Về giọng nói thì sao cũng được, mình không có yêu cầu gì về giọng nói. Rồi về về cho Uyên ba cái điểm không thích ở người đàn ông. Ba cái điểm không thích á, thì thứ nhất là mình không thích cái người đàn ông ích kỷ, thiếu trách nhiệm, và có những cái hành động cư xử hoặc là những cái thói quen không có chừng mực, mình không thích những điều đó. Hành động cư mình cụ thể đi. Ví Hành dụ như động là cư xử thiếu chừng mực là như thế nào? rượu bia hoặc là thuốc lá hoặc là những cái đó là những cái thói quen á, những cái thói quen đó thì không có hẳn gọi là thói quen, nhưng mà những cái đặc điểm đó thì người đó có thể có, mình chấp nhận trong cái phạm vi chừng mực thôi, chứ không phải là lúc nào cũng rượu chè hoặc là lúc nào cũng thuốc lá. Hành động cư xử thì nói chung là cần nên khi cư xử làm sao cho có chừng mực là được, không có những cái gì mà quá quá đáng hoặc là những cái hành động mà không thể chấp nhận được. Hành động nào là bạn không thể chấp nhận được? Nói chung là những cái hành động mà gọi là vi phạm về đạo đức đi, pháp luật thì chắc chắn nó không thể chấp nhận được rồi, những hành động mà nó giới hạn trong cái chuẩn mực đạo đức của người Việt Nam mình với nhau là được rồi, những Mình cái hành cụ động thể đi. vượt qua cái phạm vi đó. Mình Ví dụ như là mình nói về trong khía cạnh gia đình đi nha, ví dụ như là mà bạo lực gia đình là những hành động mình không thể chấp nhận được, hoặc là không tôn trọng bề trên là những hành động mình cũng không thể chấp nhận được. Nói chung Rồi, là ok. có Về nhiều ra đạo thì bạn là đạo gì? mình không có theo đạo. Cho nên là nếu như mà chồng mình không theo đạo thì mình vẫn thích điều đó hơn, không Rồi, có không ok. theo đạo nhưng mà mình vẫn thích cái việc là không theo đạo hơn. Rồi, mình còn yêu cầu gì nữa không Tiên ơi? Những cái yêu cầu á, mình có giờ mình nói về những cái tính tốt của một người mà đúng gu mình đi nha, mình muốn đi thì ngoài cái Ồ, ngoại nãy là giờ là mẫu người của bạn là ô là cũng là cái gu của bạn luôn rồi đúng không hay như thế hồi nào? nãy mình nói ngoại hình thôi, ý là mình muốn là muốn là về cái tính cách của anh đó, mình nói thêm về tính cách của anh đó để cho Rồi. bạn gặp dễ chọn hơn ha. Cái là tính cách thì anh này là giống như mình chia sẻ là anh này nhìn vào cho mình cái cảm giác thân thiện và hiền, nói chung là cũng dạng lành tính đó, tốt tánh, rồi cũng là người biết quan tâm, nói chung là trong mình khá chú trọng trong mối quan hệ gia đình, là người này biết tôn trọng, yêu thương, Rồi, tụi những này đã nốt lại cái phần này rồi. Về công việc của bạn thì như thế nào? về Công việc yêu của cầu bạn nam á, như thế người đó nào là phù hợp với bạn? công việc thì mình nghĩ là nên trong các lĩnh vực như thế này nha, kinh doanh, tài chính, kinh tế, nói chung là những cái liệt mà liên quan với kinh tế, tài chính, kinh doanh. Kỹ sư thì có thể là kỹ sư nói chung là có thể là không 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 cần lĩnh vực kỹ sư đâu, nói chung là mình thiên về người đó là về làm ở những công việc là kinh doanh, tài chính, kinh tế nha, trong cái lĩnh vực đó. Công việc thì Rồi, công việc bản thân của bạn thì nếu như một người người ta có đầy đủ hết tất cả mà không mà mình cũng nói luôn không có ai mà hoàn hảo 10 trên 10 thôi, dựa theo những cái tiêu chuẩn của này tụi này của bạn đưa ra thì tụi này cũng sẽ ghép cho bạn những cái người phù hợp tầm 6 7 trên 10 gì đó chứ không có phải là hoàn hảo 10 trên 10 hết ha. Nên ở ngoài nếu như đã tìm thấy rồi thì bạn cũng đã quen rồi chứ không đến chương trình. Nên chương trình cũng là cái nơi để là cầu nối các bạn lại. Còn ở các bạn sẽ cho nhau một cái cơ hội khi mà gặp gỡ nhau ha. Còn về mình hát hò gì được không Tiên? À, những cái đó thì mình không có được nha. Hát hơi dở.
Ở đây thì không phải cuộc thi hát nên mình cũng không cần hát dở hay hát hay gì hết mình đó, không, nên mà ví dụ mình cũng phải chủ mình lên trên đó thì ví dụ bạn nam hát tặng mình thì mình cũng làm một cái gì đó, hát một vài câu để tặng bạn nam ha. Có thể là không 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 hát được không, tại vì thật sự hát dở thiệt nên thành ra là không có. Còn không hát thì làm thơ hay làm cái gì đó thì mình cứ suy nghĩ tiếp ha. Mình rất là tự tin về cái giọng nói của mình cho nên là có đọc một bài thơ hoặc cái gì đó, nói chung là mình sẽ chỉ là lựa chọn một cái nào đó mà cũng tạo ra cái ấn tượng cho bạn. Rồi ok, cảm ơn Tiên. Thì đây chỉ là buổi casting đầu tiên thôi ha Tiên ha. Có gì thì bên chương trình sẽ liên hệ lại với bạn để nếu như mà có người phù hợp ha ha Tiên ha. Đây chỉ là buổi casting thôi, còn vô vòng trong thì sẽ có biên tập ngồi lại nói chuyện một một với bạn nữa. Rồi mình cảm ơn Tiên buổi casting ngày hôm nay nha. Cảm ơn Uyên nhiều nha. Rồi, cảm ơn. Chào Uyên. Mình có thể được tụi nào rồi ha. Rồi, cảm ơn Tiên. Cảm ơn em nha, cảm ơn chương trình. Chị tắt nha. Mình ha, mình sẽ tự chủ động mình giới thiệu họ tên là công việc tuổi tác quê quán của mình. Em tên là Thảo Vi ạ. Em sinh năm 92, là năm nay em 31 tuổi. Quê em ở Lâm Đồng, hiện giờ thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, ở nhà bè thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của em là giáo viên ạ. Giáo viên gì ạ? Giáo viên mầm non hay là Dạ em là giáo viên cấp 1 ạ. Rồi. Ok, mình nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu và cái đường tình duyên của mình nha Vi. Về điểm mạnh thì là điểm mạnh của em thì em là một cô gái hiền lành ạ. Hiền lành, chăm chỉ và biết độc lập. Còn về điểm yếu của em thì em cảm thấy như là em chăm sóc bản thân chưa có được tốt. Và đôi lúc thì em trả lời tin nhắn rất là chậm chạp, làm người khác phải đôi lúc hơi mệt mỏi với việc chờ đợi tin nhắn của mình. Rồi. Rồi mình cứ chia sẻ tiếp ha. Rồi mình được bao nhiêu mối tình rồi sao mà chia tay? Dạ hiện giờ thì em đã được một mối tình rồi ạ. Chỉ một mối tình ạ. Lý do chia tay là vì là khoảng cách địa lý ở rất là xa, bạn em ở Singapore còn em thì ở Việt Nam ạ. Rồi mình nói thêm đi, là chỉ có một mối tình đó thôi hả? Dạ vâng, em chỉ có một mối tình thôi hả. Rồi lý do làm sao mà ít ỏi mối tình vậy, không có ai cua em hết hay là tại em không ưng hay sao? Có lẽ là một phần là do thời gian em đi làm cũng khá là nhiều, em hay bận và bị đói và em cũng cái môi trường làm việc của em thì ít bạn nam, cũng có lẽ là do duyên chưa đến ạ. Rồi mình muốn tìm một người như thế nào ha Vi? Em muốn tìm một người chung thủy, hiền lành và biết độc lập ạ. Rồi ngoại hình nè, công việc, tuổi tác, quê quán của bạn đó luôn. Dạ, ngoại hình thì cao trên 1m6 à, tại vì là em cũng cao 1m6 cho nên là em cần một bạn cũng cao bằng hoặc là cao hơn một chút. Đuổi thì chắc là bằng hoặc là lớn hơn em ạ. Quê thì bất cứ vùng quê nào cũng được ạ, ở Việt Nam. Bất cứ vùng quê nào ở Việt Nam cũng được ạ, hoặc là ở nước ngoài cũng được, không sao ạ. Ở nước ngoài nhưng mà đang sinh sống tại Việt Nam. Rồi. Ok, mình có nghĩa là mình có theo chồng được không? Quê ở Lâm Đồng nè, mình có muốn về quê không? Hiện giờ công việc chính của em là ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và cái công việc của em cũng rất là khó để chuyển đi. Có cái công việc của em nó có thể chuyển đi, nhưng mà có thể chuyển đi đến những cái thành phố như là Hà Nội, Đà Nẵng thì được ạ. Còn nếu như mà về Lâm Đồng thì em nghĩ là sẽ rất là khó để phát triển. Tại vì ngoài làm giáo viên tiểu học thì em có quản lý một cái trung tâm
một cái trung tâm dạy học tại thành phố Hồ Chí Minh nữa ý chị. Thì cái trung tâm đó là cung cấp dịch vụ hỗ trợ giáo dục cho những trẻ em đặc biệt, trẻ em tự kỷ, thì nó chỉ có thể phát triển được ở những thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội hoặc là Đà Nẵng hả? Ở Lâm Đồng thì có vẻ như là hơi khó để phát triển nè. Ok. Mình có ca hát gì được không Vi? Dạ em không có năng khiếu về ca hát Rồi ok em. Thấy cũng hơi hiền á, cô giáo cấp 1 à. chắc thường mình nghĩ hoạt náo với trẻ con lắm chứ ta. Có Dạ không? Vô mà em thấy nhìn mấy bé rồi nó nhồi muốn chết luôn là nhào nhào hả? tới không á, chứ là mình cũng phải nhanh nhẹn đúng không? Nhanh nhẹn không? Ý là cái này chị hỏi thêm thôi. Về tính cách của em á, là em nhẹ nhàng từ tốn như thế hay là có các em bé thì mình phải phải mình khác. À dạ không, em luôn nhẹ nhàng thế ạ. Không thì đúng rồi, chị nghĩ các À. bé vậy nó sẽ không sợ, chứ cỡ như chị là nó sợ nó chạy mất dép. Dạ Rồi ok, cảm ơn Vi nha. Nếu mà được chọn không. á, thì chương trình liên lạc lại với mình ha, rồi xong rồi sẽ trao đổi thêm với em về các cái thủ tục khác khi tham gia chương trình nha Vi nha. Cảm ơn em đã đến với chương Dạ trình. vâng ạ. Rồi xin chào Dạ em em ha. Rồi rồi. cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn chị ạ. Công việc tuổi tác quê quán của mình nha. Dạ. Em tên là Nó Phạm Nguyễn Hoa Trâm. 36 tuổi. Ý là tuổi sinh năm 86. Dạ. Em bé bán đồ tại nhà đồ ăn giặt. Mình bán ở đâu? Bé ở nhà. Nhà mình ở đâu ạ? Nhà ở ấp Quê Chính A đâu? xã ấp Chính A xã Tân Hạnh Đông huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí À, Minh. đang ở Củ Chi. Là nhà mình Dạ. luôn hay nhà ba mẹ hay ở chung hay sao ạ? Nhà em. Rồi mình nói một chút điểm mạnh điểm yếu đi chị Trân đúng không? Nói một chút điểm mạnh điểm yếu và cái đường tình duyên mình đây, mình đã kết hôn chưa, rồi hoặc người yêu như thế nào, chia tay chưa, chia sẻ À, ra giùm ạ. đã kết hôn rồi mà đã ly hôn rồi. Ly hôn 3 năm rồi. Rồi lý do sao ly hôn, có con gì không? À, có hai đứa con heo em. Lý do làm sao không theo ba đứa nào hết vậy? À, ba nó có người khác, nó không chịu heo ba nó. Rồi mà lý do là ba nó có người khác nên chia tay hả hay là cái Dạ, đúng rồi. gì? Ok rồi, em nói một chút cái bản bản thân mình đi, điểm mạnh điểm yếu của mình. Tại tại tự em chia tay á, ba nó có người khác em thấy thôi em tự em chia tay. Rồi đã có đăng ký kết hôn gì không, có ly dị gì không? Dạ có đăng ký kết hôn mà cũng ly dị rồi chị. Rồi mình nói về bản thân mình đi, bây giờ cái công việc mình buôn bán thì nó có đủ không hay là như thế nào? Dạ cũng được rồi, cũng ổn định. Rồi hai đứa con là đứa lớn nhiêu, đứa nhỏ nhiêu? À, đứa lớn nó 17 tuổi, đứa nhỏ nó 15 tuổi. Hai đứa đứa lớn thì đi học nghề, đứa nhỏ thì còn đi học. Rồi rồi mình nói lý do mà mình tham gia chương trình đi, ý là ở ngoài mình không có người được hay sao mà mình phải vào chương trình á? Dạ, đúng rồi. Sao mình nhát quá vậy, mình nhát quá vậy, mình chủ động mình ở ngoài mình nói nhiều không? Cũng nói hơi nhiều tại vô đây nó run quá không dám nói. Giờ em run quá nào giờ tại chưa có nói chuyện gì em run. Ở ngoài lanh đâu, ở ngoài nói nhiều không? Dạ không thì ngoài em cũng nói bình thường, em ít tiếp xúc với mọi người lắm. Rồi. Rồi bây giờ mình tìm một người như thế nào nè, mình mô tả đi, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Ê, vừa cao to vậy đi. À, quê quán ở thành phố mình cũng được chị, cho nó gần gần nó tiện hơn. Rồi gì nữa? Tuổi anh đó làm sao, lớn hơn bao nhiêu hay Dạ nhỏ hơn hay như thích như thế dạ nào? tuổi thì lớn hơn em 60 tuổi thì cũng được. Dạ, với miễn lo gia đình thì biết thương con em là được rồi.
Dạ, có vợ là được rồi, em chỉ mong vậy thôi. Rồi, à, mình có đi theo chồng được không? Hay là nhà mình ở đó thì giờ mình anh kia phải đi theo mình? Dạ, nhà em đã có nhà rồi, thôi đi theo theo chồng rồi con em sao, em không có đi theo. Ừ. Rồi, ok. Rồi nếu được chọn chương trình liên lạc lại cho mình sau nha. Dạ, Ừ. cảm ơn.